Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng mời Putin, Việt Nam có hai nguyên thủ. Ngày 18 tháng 6, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề. Ông Putin thăm Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải Chủ tịch nước Tô Lâm mời, tại sao? BBC cho biết chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 là theo lời mời của Tổng trọng, chứ không phải Chủ tịch nước Tô Lâm, như giao thức quốc tế thông thường. BBC liệt kê 4 chuyến thăm trước đây của ông Putin đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Theo đó, 3 trong 4 chuyến thăm trước đây của Tổng thống Nga Putin đều do các chủ tịch nước Việt Nam mời. Chuyến thăm thứ tư là để dự hội nghị APEC. Và đây là hình bài trên BBC. BBC đặt câu hỏi vì sao ông Trọng mời lần này. Theo thông lệ ngoại giao quốc tế, chuyến thăm cấp nhà nước của các nguyên thủ quốc gia thường do người đồng cấp mời, tức là nguyên thủ mời nguyên thủ. Trước đây, vai trò tiếp nguyên thủ tại Việt Nam vẫn do Chủ tịch nước đảm nhiệm. Trong thời gian gần đây, vai trò này lại do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm. BBC nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2023, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó vào năm 2015, ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chuyến thăm đến Mỹ và được Tổng thống Barack Obama tiếp tại phòng bầu dục. BBC bình luận Việc nguyên thủ quốc gia Mỹ tiếp người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam tại phòng bầu dục là một điều chưa có tiền lệ. BBC dẫn một cuốn sách của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius kể rằng đã có những gợi ý ban đầu và sau đó là vận động ngoại giao ráo riết từ phía Việt Nam để Mỹ chấp nhận một chuyến thăm vô tiền khoáng hậu như vậy. Cuối cùng, phía Mỹ đã thay đổi nhận thức và chấp nhận điều này, mà theo đánh giá của nhiều nhà quan sát là một sự nhìn nhận về tính chính danh của đảng cộng sản Việt Nam. Điều cực kỳ có ý nghĩa đối với Đảng. BBC cũng cho biết đối với các nước dân chủ phương Tây, việc nhìn nhận lãnh đạo một chính đảng cầm quyền như là nguyên thủ quốc gia là điều khó chấp nhận hơn. Các hoạt động ngoại giao, trong đó có các chuyến thăm của nguyên thủ Việt Nam ra nước ngoài và việc đón tiếp nguyên thủ nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu là do chủ tịch nước đảm nhiệm. Và đây là hình 4 chuyến thăm trước đây của ông Putin Tuy nhiên, BBC nhận xét sự kiện ông Trọng thăm Mỹ năm 2015 đã thay đổi điều này. Trong thời gian gần đây, vai trò nguyên thủ quốc gia trên thực tế của ông Trọng càng được nhấn mạnh. Các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ và nguyên thủ Trung Quốc thường do ông Trọng thực hiện. BBC cũng nhắc lại, vào tháng 12 năm 2023, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Giờ đây, chuyến thăm của ông Putin được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC tiếp tục bình luận, ngay cả khi ông Tô Lâm lên chủ tịch nước thì ông Trọng vẫn đảm trách nhiệm mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Đảng và vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn lời ông Hoàng Việt, giảng viên luật quốc tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, về thực tế thì Việt Nam có hai nguyên thủ. Tổng Bí thư cũng được coi là một nguyên thủ, thậm chí có quyền lực và vị trí còn lớn hơn so với chủ tịch nước. Thế nên chuyện này cũng không có gì lạ cả, bởi vì dù cho là chủ tịch nước thì vẫn phải chịu sự lãnh đạo của đảng Cộng sản và tổng bí thư vẫn là người cao nhất. Trong khi đó, BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Lance Story. Học giả của một viện nghiên cứu ở Singapore cho rằng, vấn đề đơn giản chỉ là khi ông Trọng mời ông Putin thì khi ấy chức chủ tịch nước còn đang trống do ông Võ Văn Thưởng vừa thôi chức. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng mời Putin, Việt Nam có hai nguyên thủ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mỹ và phương Tây phản ứng trước chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, VOA Tiếng Việt cho hay Ông Putin sắp đến Hà Nội, Mỹ phản ứng gây gắt, EU bất mãn. VOA dẫn một hãng tin quốc tế cho biết, Mỹ phản ứng gay gắt về chuyến thăm cấp nhà nước sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam. Trong lúc Liên minh châu Âu bày tỏ sự bất mãn về việc Hà Nội hoãn chuyến thăm của quan chức phụ trách cấm vận Nga. VOA cho biết, ông Putin sẽ có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6. Truyền thông nhà nước Việt Nam và Nga cho biết Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, trong khi lại cử Thứ trưởng Ngoại giao tham dự một cuộc họp của khói BRICS ở Nga vào đầu tuần trước. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn nhân của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với hãng tin quốc tế trên cho rằng không nước nào nên cho Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của họ và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga. VOA cũng cho biết, Tòa án hình sự quốc tế viết tắt ICC có trụ sở tại La Hy hồi tháng 3 năm 2023 đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Nhưng Việt Nam không phải là thành viên của ICC nên không có nghĩa vụ tuân thủ. Trong khi đó, theo VOA, Liên minh châu Âu, đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam, đã không bình luận trước chuyến thăm, nhưng hồi tháng trước đã bày tỏ sự bất mãn về quyết định của Hà Nội trì hoãn cuộc họp với đặc phái viên EU về các biện pháp trừng phạt Nga. Quyết định được cho là liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin. VOA dẫn nhận định của ông Len Story, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, có trụ sở ở Singapore cho rằng, trên quan điểm của Hà Nội, chuyến thăm của ông Putin nhằm chứng tỏ rằng Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại cân bằng, không đi theo bất kỳ cường quốc nào. VOA cho biết thêm, đây là lần thứ năm ông Putin tới thăm Việt Nam và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ năm 2017. Và đây là hình ông Putin và ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Hà Nội, ông Putin dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục, hai quan chức nói với hãng tình quốc tế. Tuy nhiên, các cuộc bàn thảo với các lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn, các quan chức trên cho biết, nhưng không nói rõ vấn đề gì vì nó không được công khai. VOA dẫn lời giáo sư Carter, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra cho rằng, các chủ đề chính sẽ là củng cố các quan hệ kinh tế và thương mại, bao gồm bán vũ khí. Không rõ liệu thông báo về các chủ đề này có được đưa ra hay không. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiều khả năng sẽ bàn thảo về cách thức thực hiện các giao dịch bằng tiền rút và tiền đồng thông qua hệ thống ngân hàng để cho phép thanh toán hàng hóa và dịch vụ, ông Taylor nói. VOA dẫn lời bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ một cửa hàng lưu niệm Nga tại Hà Nội cho hay, người Việt Nam rất yêu thích các sản phẩm của Nga. Bà thể hiện sự hào hứng của những người Việt Nam lớn tuổi trước chuyến thăm của ông Vladimir Putin. VOA cũng dẫn lời ông Trần Xuân Cường, một cư dân Hà Nội 57 tuổi nói rằng, Tôi rất vui khi biết ông Putin đến Việt Nam vì ông ấy rất tài năng, thật sự là một lãnh đạo thế giới. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Tinh thần Nga rất tuyệt, nói nhẹ nhàng, nhiều tình cảm và yêu hòa bình. Ông Trần Xuân Việt, một cư dân khác ở Hà Nội, 83 tuổi, nói Trái với những người lớn tuổi, vẫn theo VOA, những người trẻ ở Việt Nam từ chối bình luận về ông Putin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mỹ và phương Tây phản ứng trước chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.